Công ty Bình Quân xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video lần này. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn giao dòng sản phẩm máy đùn viên 100K chuyên dụng làm cám nổi cho cá, làm cám chín hoàn toàn và làm cám hạt nhỏ cho tôm. Vị khách lần này của chúng ta là ở Phú Yên và các kỹ thuật viên hiện tại đang chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho máy để chạy thử bàn giao theo cách thức online cho khách hàng. Mọi hướng dẫn về kỹ thuật cũng như khâu để vận hành máy ép được ra viên cám, công ty sẽ luôn luôn hỗ trợ trước khi quý vị khách hàng nhận máy và trong suốt quá trình khách hàng sử dụng máy tại nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổ phần nguyên liệu dạng bột đã được phối trộn trước đó vào toa bón tự động nằm ở phía trên. Bên trong toa bón tự động sẽ có các cánh đảo và lõi xoắn bón tự động đưa nguyên liệu vào toa nạp. Và khi nhiệt độ đã lên đủ, kỹ thuật viên sẽ đổ một chút nước vào phần đầu của toa nạp để cho ruột xoắn được làm trơn và bắt đầu điều chỉnh máy hoạt động bằng bảng đường khiển, có thể bón nguyên liệu vào đầu ép. Quý vị có thể thấy, ở phía đầu máy ép cám viên đã được đùn cám ra và được dao cắt cắt thành dạng viên tròn đều. Quý vị muốn viên cám dài hay ngắn sẽ được chỉnh nhờ bộ phận dao cắt để phù hợp với từng loại vật nuôi lớn nhỏ. Máy sử dụng động cơ chính là 15kW 3 pha, một người cũng có thể vận hành máy dễ dàng qua hướng dẫn đơn giản. Và trung bình thì máy sẽ cho năng suất từ 50-100kg/giờ, tùy vào từng mắt lỗ sàng khác nhau. Công thức làm cám viên nổi của công ty Bình Quân cũng sẽ được bàn giao tới tận tay quý khách hàng khi mua máy trực tiếp tại xưởng sản xuất. Và phụ kiện tặng kèm đầy đủ bộ khi mua máy là sẽ là gồm một bộ 5 mặt sàng, 2 miên dao cắt và 2 vỏ lõi đùn cám viên dự phòng. Không chất bảo quản, không chất phụ gia, chỉ có các nguyên liệu đơn giản từ bột ngô, bột mì, bột đậu nành, bột cá là quý vị đã có thể tạo ra viên cám nổi cho cá với 15% độ đạm. Mọi hoạt động của máy sẽ đều thông qua một bảng điều khiển và một người có thể đứng máy điều khiển cực dễ dàng. Chỉ bằng những thao tác đơn giản đã được hướng sẵn và đầy đủ thông tin trên tủ điện, quý vị có thể dễ dàng ép hàng trăm kg cám mà không phải lo lắng điều gì. Cơ chế hoạt động của máy đó chính là tự cấp nguyên liệu từ phía toa bón đi xuống phần đầu ép. Tại đây, các trục xoắn ép sẽ từ từ đưa nguyên liệu qua bộ phận gia nhiệt. Ở đây thì chúng ta có một bộ phận gia nhiệt tập trung nằm ở gần đầu máy. Và sau khi cám viên được đùn và chín qua lõi xoắn, sẽ được đùn qua mặt sàng lỗ nằm ở phần đầu máy. Phần đầu máy sẽ được bổ trợ thêm với hệ thống động cơ nhỏ gọn hỗ trợ cho lưỡi dao cắt cám gọn nhẹ và nhanh chóng. Quá trình bàn giao sẽ được các kỹ thuật viên hướng dẫn đầy đủ từ chi tiết, khâu chuẩn bị, khâu vận hành và vệ sinh nên khách hàng rất yên tâm dưới mọi sự hỗ trợ sau khi đưa máy về nhà. Với kích thước sàng nhỏ nhất thông dụng sẽ là từ 1 ly đến 1,2 ly sử dụng trong việc sản xuất cám viên dành cho tôm, chim hay gà úm, hoặc là các sàng lỗ lớn hơn dành cho đa dạng thủy hải sản gia súc khác nhau như cám nổi cho cá, lươn, ếch hay cám chín cho lợn, ngan, gà, vịt. Nổi bật về thiết kế và đa dạng về mẫu mã, máy đùn viên thức ăn chăn nuôi 100K của công ty Bình Quân sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt dành cho các hộ chăn nuôi trong nước. Với những thành phẩm ra như vậy đã làm cho quý vị khách hàng hài lòng chưa ạ? Và nếu như quý vị khách hàng ngồi trước màn hình đây còn thắc mắc gì về dòng sản phẩm máy đùn viên 100K của công ty Bình Quân thì quý vị vui lòng liên hệ tới số hotline quen thuộc đang được hiển thị phía trên màn hình. Đến đây là video cũng đã kết thúc. Xin kính chúc quý vị khách hàng chăn nuôi thành công.